Chào các anh em đang xem kênh Miền Tây Solar ha. Bữa nay là trưa thứ bảy ngày 12 tháng 2 2022 anh em. À, thì mình thưa với các anh em luôn đó là bữa nay mình chốt đơn hết tất cả các anh mà đang đặt pin pin tri huy 455W cũng như là Sola 200W mà đi chuyến xe miền Tây ha. Mình tổ chức đi chuyến xe miền Tây trước nha anh em, còn chuyến xe miền Đông đợi chắc đợi một bữa hai bữa nữa. Đó thì mình à, chốt hết tất cả các đơn và soạn đồ. Rồi anh mấy các anh ngoài mà lấy pin đó, anh còn lấy dây, lấy kẹp, lấy CB, lấy tùm lum ta la hết. Cho nên mình à, bữa nay giờ chiều mình sẽ soạn ha. Mình sẽ soạn à, cho các anh đầy đủ rồi tối nay mình chốt với tài xế, à, khuya nay mình chắc pin và ngày mai chủ nhật là ngày 13 tháng 2 hai à, Mình sẽ giao đến tay các anh em pin đê hui và pin 200W solar nha mọi người. À, nói à, thì trên chiếc xe miền Tây à, mình đã tìm được năm anh rồi, năm anh rồi. Năm à, anh hành khách rồi thì à, cảm ơn năm anh rất là nhiều. À, vì đã ủng hộ bên em à, rất là nhiệt tình luôn thì bữa nay mình làm video này á, là để cho năm anh xem lại và biết là ngày mai chuẩn bị ở nhà chủ nhật nhận hàng giùm em nha đó là cái thứ nhất cái thứ hai á, là nếu mà có hành khách thứ sáu thứ bảy lên xe thì càng vui anh em đó nếu mà có anh em nào mà đang đam mê đang ấp ủ mà muốn có pin để lắp hay là để à, về trữ pin để dành cho lắp cho người thân hoặc là lắp cho khách hàng thì anh em lên chiếc xe này mình sẵn sàng kết nạp thêm hành khách thứ sáu hành khách thứ bảy mình cam đoan với anh em là cái giá vận chuyển sẽ rất ok nếu mà mình tìm thêm được khoảng chừng hai hành khách ba hành khách nữa nha đó giá vận chuyển mỗi anh nó sẽ rơi vào khoảng không có bao nhiêu hết anh em ví dụ như gửi bù điện cái tấm này gửi là một trăm bảy trăm tám đi thì vận chuyển cái chuyến này thì anh em một tấm này thì tầm khoảng là một trăm ngàn thôi ha một trăm ngàn nếu anh em nào ở ở cái vùng mà quá xa xôi đi thì anh em có thể trượt lên là 130, 140 một trăm ba trăm tấm nha đó ngoài cái phí vận chuyển rẻ thì cái vấn đề mà an toàn pin nữa ha đi đi chuyến xe này thì nó rất là an toàn pin tại vì mình sắp pin và mình nói chung là mình 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 sẽ thiết kế sao cho nó an toàn nhất để gửi tới mấy anh ha pin bảo đảm với mấy anh là tới tay mấy anh là mặt pin không bao giờ có hiện tượng trầy xước đó, kể cả cái khung nhôm này nè cùng mình cũng không để cho nó trầy nữa anh em chứ đừng nói là cái mặt pin nha khung nhôm cũng không cần nữa ha đó nhiều anh em cũng nhắn với mình á ừ, nhớ lấy pin mới và pin đừng đừng có trầy đừng này kia thì các anh em an tâm đi pin ở đây nè nó sao thì gửi tới tay các anh em nó vậy nha đó mặt pin thì nó ok như thế này nè anh em. Tấm nào cũng vậy hết chứ không phải là mình đem tấm đẹp cho mình để mình quay phim cho mấy em xem anh em xem nha. Tấm nào cũng y vậy ha. Ngoài uh, mấy tấm này thì mấy anh em còn lấy mấy tấm Sola nữa ha. Sola thì mình cũng chắc lên chiếc xe được luôn. Nó tấm nhỏ hơn thì mình sẽ thiết kế một cái chỗ ở riêng cho nó nha, ở riêng cho nó sao cho nó an toàn nhất là buộc chằng chịch đồ lại ha anh em. Uh, anh em nào đam mê thì cứ liên hệ mình nha cái video này là video cuối cùng mà mình đã quay lên đường như này rồi thì anh em nào nhanh tay thích thì nhanh tay mình sẽ cho nó lên xe chung chiếc xe này ha Vì hành khách thứ sáu thứ bảy nha anh em mình đảm bảo là nếu có thêm hành khách nữa thì cái phí vận chuyển càng rẻ hơn nữa các anh em càng được hưởng lợi và mình cũng nói với anh em luôn á là phí vận chuyển này là anh em gom lại để trả cho tài xế chứ không liên quan gì tới mình ha mình không bao giờ mà lấy cái tiền lời cái tiền vận chuyển của anh em nhiều để làm thêm tiền lời là không bao giờ anh em mình bán pin là mình lời tự pin là mình cảm thấy rất là rất là vừa lòng vừa ý rồi lời nhiều lợi ích không quan trọng mọi người quan trọng là mình bán được cho các anh em ha ở lời ít cũng được không cái đó không phải vấn đề đối với mình đâu ha chủ yếu là mình bán pin được cho các anh em lời năm ba trăm đồng hay là gì đó rồi mình kéo pin khác về mình bán tiếp mình cứ bán mát bán, bán bán năm nào cũng bán vậy thôi đó à, chứ còn vấn đề nếu mà mình lời nhiều thì không bao giờ bán pin này nổi năm chín anh em pin này quá tốt luôn này mình hướng về bán ra các anh em thợ nè anh em thợ nha đó, à, anh em thấy cái mặt pin trên này. rất là tuyệt vời không? Pin mới tinh nha. Đó, à, trong ba bung ra mà. đại trong ba bung ra mà. Đó, thì các anh em thợ mà về lắp cho khách đó thì lấy về ok giá rất là rẻ có 59 thôi. Thì có anh em nói với mình là pin tồn kho hay sao bán gì rẻ vậy? Đó. Rồi có anh em hỏi cái này phải pin tháo máy không? nghĩa là tháo trên nóc nhà của người ta xuống không? Đó. <laughs> các anh em hiểu lầm một cách rồi mình đọc mấy tin nhắn đó mình muốn gọi là muốn dở khóc dở cười luôn mọi người. Pin này là từ pallet ha sản xuất ở ngoài miền Bắc, Việt Nam sản xuất nha anh em, à, đóng hàng ở Việt Nam ha, đóng hàng ở Việt Nam, không phải là pin Việt Nam ngay, pin đi hôi là xuất xứ Hàn Quốc nha, à, cái xeo là nhập từ trực tiếp từ Hàn Quốc qua Việt Nam đóng hàng, cho nên nó rẻ, ha, chứ còn đóng từ Hàn Quốc vận chuyển qua là nó mắc lắm nha anh em, đó đó lý do mình bán pin rẻ, tại vì mình lấy rẻ mình bán rẻ, với lại mình không có nâng giá lên nhiều ha, đó, nâng giá lên nhiều bán mắc mắc cho anh em thì bán nó chậm lắm. Ờ, mình bán năm chính giá quá tốt cho các anh em thợ lấy số lượng lớn ở ờ, đặng mình bán càng nhanh hàng càng tốt rồi kéo pin khác về bán tiếp bán năm này qua tháng nọ anh em đừng có lo nha còn ví dụ pin cũ là không bao giờ có nè pin tồn kho không bao giờ có nè pin mà tháo máy chừng nào mình bán pin cũ mình sẽ nói anh em đó là pin cũ ờ, còn cái này là pin nguyên đa nguyên kiện từ pallet ra nè anh em này có thấy cái pallet này không nhìn cái pallet thôi là biết nè nè cái pallet của nó nè anh em nè cái miếng pallet của nó nè cái cây nó còn mới tinh luôn còn vàng ươm luôn á nè từ nhà máy ra nè anh em đó là palette của nó đó ở trong mà miếng này cũng là palette của nó luôn à hai cái palette nè đó cây còn vàng ươm luôn nha mọi người làm gì có chuyện pin cũ pin tổng kho gì đây mấy anh em <laughs> nhận miếng cây là anh em biết rồi cái vàng ươm trắng phéo luôn á đấy thôi thì mình nhắc lại là bữa nay là ngày thứ bảy à, khuya nay á, là khuya chủ nhật là mình sẽ lên hàng các anh em nào xem cái video này từ giờ tới chiều anh em mà đam mê pin cứ đăng ký mình ha tối nay mình sẽ 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 thêm chỗ cho các anh em lên Ha, nói chung là cái xe nó còn trống rất là nhiều mọi người đừng có lo lắng gì đó ha chắc bao nhiêu pin được mấy anh em lấy hết pin này mình kéo luôn các anh em cũng được còn đằng kia còn đây còn đây ha ba đóng nha đó, lấy hết anh em thợ đặc biệt anh em thợ dự trữ để lắp cho khách ha thì anh em kéo hết cũng được nữa còn nếu mà anh em không kéo thì năm anh em này ở trên chuyến xe này cũng kéo giúp mình khoảng ba mấy tấm rồi cũng ba mấy tấm rồi cảm ơn các anh em rất là nhiều nha ba mấy tấm là nó vơi cũng rất là nhiều đó ha đó, nó cũng cần hết luôn á và mình cũng là mười mấy tấm lại để cho các hai hai anh em ở trên củ chi củ chi với Đức hòa ha hai hai người mười mấy tấm. Thì mình cũng đã đã đếm đã chừa đã 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 nói chung là đủ hàng để cho mọi người. Nếu lỡ có thiếu hàng là mình sẽ điện báo liền nha. Điện báo anh em liền hoặc là mình tư vấn liền còn anh em không thấy mình điện gì hết có nghĩa là hàng anh em đặt và vẫn còn ở đó ha. Mấy anh em mình đang nói mấy anh em củ chi Đức hòa đó. Mấy anh em nói với mình rồi thì vẫn còn hàng ở đó nha. Chừng nào hết là mình báo liền ha. Và được thay đổi bằng pin khác, pin gì mình báo liền chứ không phải là ấy nha anh em. Còn cái này là vẫn còn hàng nha mọi người, mọi người cứ an tâm nha có anh em nhắn mình đó là giờ đi hàng vậy rồi còn pin để bán cho anh hôn rồi anh lắp cho khách rồi đột sức tới anh lấy có hôn này kia thì mấy anh đừng lo ha không bao giờ thiếu nha mọi người à, đang nói chuyện thì có một bạn điện à, thì mình nhắc nhắc lại anh em à, bữa nay là thứ bảy từ anh em giờ coi video này tới à, sáng ngày chủ nhật nếu anh em nào lấy pin cứ nhắn cho mình qua zalo 0766874311 ha mình sẽ à, bỏ pin lên à, chuyến xe miền tây này lên à, đi chung với mấy anh ha À, mấy anh à, đam mê thì cứ liên hệ nha mọi người à, Càng nhiều người trên chiếc xe Thì nó càng có cái à, phí vận chuyển ok nhất nha Thôi xin chào anh em Hẹn gặp anh em ở những video lần sau Đó video xem được video này Nhớ à, nếu yêu thích pin thì cứ liên hệ cho mình nha mọi người Pin đi hôi thì ok ha Bảo hành 12 năm giấy tờ đầy đủ nha anh em Thôi xin chào anh em Hẹn gặp anh em ở những video lần sau nhé.